chút bạch này. Quay vào tìm đi tìm đi. Hả? Mà dưới quay cái này nó có tiếng đi trễ đó mà. Thì anh chó nhỏ đó đi đây mà lại tiếng trong bề tốt quá. Phi đại nhân có tiếng. Gì đó. Em lại cả tiếng đấy, lại cả tiếng ánh này. Em lại cả tiếng ánh này, nhưng mà kiểu ánh hơn này. Trong video anh cũng thu cái tiếng của ánh này. Ừ, em lại thoải mái. Cái kế này thì nội tiện được ví dụ như kiểu tiện lọc trung lọc à. Mình gì mà nó trung được à, có tiền nhưng mà à, trọng ý nha, trọng ý là chỉ chặt tiền thì chỉ còn mình ngoài mình cần nổi nhưng mà thân phần khả mà chia mình chia tầm đó là thì được như kiểu là em quay đây là anh định để kệ để tiện để kệ để tiện nội tiện nữa đấy thì không chứ. Thank you.